Xin chào mừng các bạn đã quay lại phần 2 của video clip về siêu âm phổi. Thì phần 2 này mình xin giới thiệu đến các bạn các dấu hiệu của màng phổi, đặc biệt là những dấu hiệu liên quan tới dấu phổi trượt và mất dấu phổi trượt. Đầu tiên, chúng ta sẽ học về dấu phổi trượt hay còn gọi là lung sliding. Thì dấu hiệu này được tạo ra khi màng phổi thành và màng phổi tạng cọ sát lên nhau. Thì với một cái phổi bình thường thì khi mà chúng ta hít vào thở ra, màng phổi tạng, màng phổi thành sẽ cọ lên nhau và nó tạo ra dấu hiệu này. Đây là một dấu hiệu bình thường. Trên hình ảnh siêu âm chúng ta sẽ thấy đây là hình ảnh của dấu phổi trượt. Thì để nhận diện thì phần 1 mình đã giới thiệu cho các bạn dấu bát sai hay dấu con rơi, thì chúng ta dựa vào cái dấu bát sai để chúng ta nhận diện cái đường màng phổi. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy xương sườn, bóng lưng của xương sườn hai bên, thì dưới bóng lưng khoảng chừng 0,5 đến 1 cm chúng ta sẽ thấy một cái đường tăng sáng. Đây, một đường tăng sáng, đó chính là cái đường màng phổi. Thì gọi là có dấu phổi trượt khi chúng ta thấy cái đường tăng sáng này có những cái tia nhìn giống như tia sao chổi phát ra từ cái đường màng phổi này. Đây là những cái đường tăng âm. Chúng ta thấy những đường nhúc nhích liên tục. Thì dấu này ta gọi là dấu phổi trượt. Đây, dấu phổi trượt, chúng ta nhận diện bóng lưng xương sườn hai bên và một đường tăng sáng. Thì đường tăng sáng này nó có những tia giống như sao chổi, những tia sáng phát ra từ cái đường màng phổi. Thì đây, bệnh nhân này có dấu phổi trượt. Thì dấu phổi trượt giúp chúng ta khẳng định là màng phổi thành và màng phổi tạng trượt lên nhau bình thường. Có nghĩa là ngay vị trí đặt đầu giò này, 100% bệnh nhân không có tràn khí màng phổi, không có tình trạng dính màng phổi. Khi khảo sát trên EMOT, xin nói thêm về EMOT. Như chúng ta đã biết, khi như cái hình hồi nãy là chúng ta khảo sát trên hình ảnh 2D. Còn khi khảo sát trên EMOT thì những cái cơ quan nào mà bất động, không di chuyển thì EMOT nó sẽ cho chúng ta hình ảnh là những cái đường thẳng. Thì như đây, đây là một cái hình ảnh của 2D. Như chúng ta biết là cái lớp mỡ dưới da, thành ngực, cơ thành ngực, cơ liên sườn là những cái cơ quan gọi là bất động so với vị trí đầu giò. Vì thế trên EMOT nó sẽ cho ra những cái đường thẳng. Những đường thẳng này. Còn cái đường màng phổi, nếu như mà phổi bình thường, màng phổi tạng, màng phổi thành trượt lên nhau thì nó sẽ cho ra những cái đường giống như là những tia sao chổi. Hồi nãy chúng ta đã xem nó nhúc nhích liên tục. Thì những đường này là những đường động thì nó sẽ cho ra trên EMOT, nó sẽ cho ra những cái hình ảnh chấm. Và ở đây người ta tưởng tượng nó giống như là cái bãi cát mịn ở trên bờ biển. Thì nếu như chúng ta đặt đầu giò vào, sau đó chúng ta sử dụng EMOT mà chúng ta thấy hình ảnh dấu bờ biển hay còn gọi là dấu seashore sign, thì có nghĩa là màng phổi ở đây là bình thường, màng phổi tạng và màng phổi thành trượt lên nhau bình thường. Đây chúng ta xem. Chúng ta tưởng tượng lớp mỡ dưới da trên 2D. Đây là trên 2D, còn trên EMOT lớp mỡ dưới da cũng là lớp vô động. Vì thế nó cho ra những đường thẳng và nó giảm âm, nên chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như là cái bầu trời. Còn lớp cơ thành ngực nó cũng là bất động nên nó cũng cho đường thẳng và nó có màu sáng, nên chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như là biển, sóng biển. Rồi đường màng phổi, ở đây đường màng phổi tăng sáng thì trên EMOT nó cũng là một đường tăng sáng. Và nếu màng phổi thành, màng phổi tạng trượt lên nhau, có nghĩa là nó có sự di động, khảo sát được sự di động, thì phía dưới chúng ta sẽ thấy được hình ảnh bãi cát. Đây là dấu hiệu seashore sign cho thấy màng phổi tạng và màng phổi thành trượt lên nhau bình thường. Nó tương đương như dấu phổi trượt ở trên phim 2D. Đây cũng là hình ảnh của dấu bờ biển hay là seashore sign. Ở đây mình khảo sát trên cái siêu âm tại khoa cấp cứu. Lúc này là mình mới học siêu âm nên nói chung cái khả năng chỉnh máy cũng hơi kém, nên ở đây chúng ta thấy là
chỉnh gen không tốt nên chỗ này nó đen, nhưng mà nhìn chúng ta cũng có thể thấy được là hình ảnh giống như là bãi cát, biển và bầu trời. Đây nhìn tương đối là giống ha. Cát, biển và bầu trời. Đây là hình ảnh động trên EMMOD. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh không phải là những đường thẳng mà là những cái chấm 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 chấm. Đây là hình ảnh cát, biển và bầu trời. Dấu này giúp chúng ta khẳng định 100% bệnh nhân không có tràn khí màng phổi, schistocyte dương. Nếu như bệnh nhân bị mất dấu phổi trượt, thì khi đó chúng ta sẽ gọi là no lung sliding hay là mất dấu phổi trượt. Thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra mất dấu phổi trượt. Bất cứ nguyên nhân nào mà làm cho màng phổi thành và màng phổi tạng không trượt lên nhau, không cọ sát vào nhau khi bệnh nhân hít thở, thì chúng ta sẽ mất dấu phổi trượt. Ở đây mình xin liệt kê một vài nguyên nhân như là bệnh nhân bị tràn khí màng phổi là nguyên nhân mà chúng ta cần phải đặc biệt chú ý. Thứ hai là tràn dịch màng phổi, viêm dính màng phổi hoặc dày dính màng phổi. Như những bệnh nhân mà bị lao, khi chúng ta lao cũ, chúng ta đặt cái đầu dò vào vùng đỉnh phổi, thường chúng ta sẽ thấy bệnh nhân bị dày dính màng phổi sẽ mất dấu phổi trượt. Đây là một ví dụ, nếu bệnh nhân có tràn khí màng phổi thì sóng siêu âm từ đầu dò đi qua thành ngực, qua lớp cơ thành ngực đến màng phổi thành. Ở đây màng phổi thành, tại vì phía dưới là khí nên sóng siêu âm không thể đi qua được và sẽ bật ngược trở lại. Và chúng ta sẽ không thể nào khảo sát được cái dấu trượt lên nhau của màng phổi thành và màng phổi tạng. Và khi đó trên hình ảnh siêu âm nó sẽ cho chúng ta hình ảnh như thế này. Chúng ta nhớ lại dấu Bassai. Đầu tiên là bóng lưng của xương sườn hai bên, dưới chút xíu là một đường tăng sáng, thì đây chính là đường màng phổi. Trên hình ảnh siêu âm này, bệnh nhân đã bị mất dấu phổi trượt, thì chúng ta nhận diện đường tăng sáng, không có hình ảnh những cái tia sao chổi phát ra từ cái đường màng phổi này ở đây. Không có hình ảnh artifact. À. Và bệnh nhân này là mất dấu phổi trượt. Điều này khẳng định là ngay vị trí đặt đầu dò, đã không có sự trượt lên nhau của màng phổi thành và màng phổi tạng, và đó là một dấu hiệu bất thường. Ở đây bóng lưng hai bên, đường thăng sáng là đường màng phổi, chúng ta thấy không có những cái tia sao chổi phát ra từ đường màng phổi. Ở đây là bệnh nhân đã bị mất dấu phổi trượt. Ở đây chúng ta nhận diện xương sườn, đường màng phổi. Đây không có tia sao chổi phát ra từ đường màng phổi. Vậy là bệnh nhân đã bị mất dấu phổi trượt. Nếu mất phổi trượt mà được khảo sát trên EMMOD thì sẽ cho chúng ta những hình ảnh như thế này. Như chúng ta đã nói, nếu trên EMMOD mà một cơ quan nào bất động thì nó sẽ cho ra những cái đường thẳng. Thì ở đây vì mất dấu phổi trượt nên hầu như toàn bộ các cơ quan phía dưới đều là bất động. Tia siêu âm sẽ bị phản hồi lại khi đến màng phổi thành. Và chúng ta sẽ thấy tất cả đều là những đường thẳng. Trên hình ảnh hay EMMOD này chúng ta sẽ thấy không còn hình ảnh những bãi cát mịn chấm li ti ở đây nữa. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như là một cái bãi biển mà không có cát, chỉ toàn là sóng biển. Nhưng mà các nhà nghiên cứu thì người ta lại đặt cái tên khác. Người ta có thể đặt, theo trường phái Mỹ thì người ta lại đặt là dấu barcode, dấu mã vạch. Chúng ta đi siêu thị chúng ta thấy có những cái dấu mã vạch là những cái đường thẳng. Tuy nhiên trong siêu thị hiện tại thì người ta còn xài cái mã vạch có thể là dạng chấm nên cái dấu này nhiều người không đồng ý. Và thường người ta thích cái xài cái dấu là dấu stratosphere hay là dấu tầng bình lưu. Thì chúng ta có thể tưởng tượng khi mà chúng ta đi máy bay, khi mà máy bay đã đạt tới độ cao ổn định mà phi hành đoàn người ta cho phép chúng ta đi lại, lúc đó chúng ta nhìn ra ngoài cửa sổ chúng ta sẽ thấy máy bay đang bay, phía dưới là mây, phía trên là bầu trời, thì chúng ta phải tưởng tượng toàn là mây, mây trắng. Hay để dễ tưởng tượng chúng ta cứ tưởng tượng đây là cái bờ biển giống như dấu seashore sign, bờ biển nhưng mà không có cát, mất dấu phổi trượt. Trên em đây hình ảnh thực tế,
Ở đây chúng ta thấy là bệnh nhân vẫn còn cái hình ảnh nhúc nhích ở đây, tia phát ra. Tức là bệnh nhân có dấu phủ trượt ở đây. Khảo sát trên EMOT chúng ta sẽ thấy có những hình ảnh chấm 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 giống như là bãi cát. Vậy thì bệnh nhân này là có dấu seesaw side, có lưng sliding ở đây và seesaw side ở đây. Còn như trên hình ảnh này chúng ta sẽ thấy đường màng phổi ở đây, và chúng ta thấy không có những cái hình ảnh tia sao chổi phát ra từ đường màng phổi, có nghĩa là bệnh nhân này đã bị mất dấu phổi trượt, no lung sliding trên 2D. Và trên EMOT khảo sát nó sẽ là những cái đường thẳng Backcourt hay là Stratophyside. Đây là bệnh nhân đã bị mất dấu phổi trượt, khẳng định ở đây đó là mất sự trượt lên nhau của màng phổi thành và màng phổi tạng, còn ở đây là hình ảnh bình thường. Đây là một ví dụ như là chúng ta đang trực ở khoa cấp cứu, có một bệnh nhân nam 20 tuổi, tiền căn thì hoàn toàn khỏe mạnh, nhập viện vì than đau ngực sau khi bị tai nạn giao thông. Nếu như mà chúng ta đặt đầu dò siêu âm và chúng ta thấy hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ chẩn đoán cái gì? Ở đây chúng ta nhìn kỹ, ở đây có hình ảnh dấu phổi trượt, và ở đây chúng ta thấy có hình ảnh bãi cát, có biển, bầu trời, tức là bệnh nhân có dấu seesaw side. Vậy ở đây chúng ta khẳng định điều gì? Đó là 100% bệnh nhân không có tràn khí màng phổi tại vị trí chúng ta đặt đầu dò. Nếu chúng ta khảo sát toàn bộ phổi mà chúng ta thấy dấu hiệu như thế này, có nghĩa là chúng ta loại trừ bệnh nhân không bị tràn khí màng phổi. Còn như trên hình ảnh thế này, ở đây hình ảnh 2D nó khó nhìn, thì chúng ta sử dụng hình ảnh EMOT, chúng ta sẽ thấy toàn là những đường thẳng, không thấy những bãi cát. Vậy là bệnh nhân đã có dấu Stratophyside dương tính, tức là mất sự trượt lên nhau của màng phổi thành và màng phổi tạng. Vậy thì với tình huống như này chúng ta có thể kết luận là gì? Đó là có khả năng bệnh nhân có tràn khí màng phổi. Ở đây chúng ta chỉ khẳng định là có khả năng thôi, tại vì biết đâu bệnh nhân này có một cái bệnh lý sẵn trước đó mà chúng ta không biết được. Ví dụ như là bệnh nhân bị lao phổi cũ chẳng hạn, hoặc là bị dày dính màng phổi cũ, thì có thể làm cho mất cái hình ảnh trượt lên nhau của màng phổi thành và màng phổi tạng. Nhưng mà với một bệnh nhân với tiền căn khỏe mạnh và đau ngực sau khi nạn thông, chúng ta cần phải hết sức chú ý bệnh nhân có khả năng có tràn khí màng phổi. Còn để khẳng định bệnh nhân thực sự có tràn khí màng phổi hay không thì chúng ta phải tìm một dấu hiệu khác, đó là dấu lưng toi, hay còn gọi là dấu điểm phổi. Cái lưng toi trên phim CT chúng ta nhận thấy ở đây, chỗ này ta sẽ gọi là dấu lưng toi hay là điểm phổi. Đó là vùng tiếp giáp giữa phổi bình thường và vùng phổi bị tràn khí. Ở đây nếu chúng ta khảo sát siêu âm ở đây, chúng ta sẽ thấy là có sự trượt lên nhau của màng phổi thành và màng tạng khi bệnh nhân hít vô thở ra. Còn ở chỗ này sóng siêu âm sẽ không thể nào khảo sát được, tại vì sóng siêu âm đi vào gặp khí sẽ bật ngược trở lại, sẽ không thể nào mà quan sát được cái màng phổi tạng, chỉ tới màng phổi thành. Vậy thì lưng toi chính là cái điểm tiếp giáp giữa màng phổi bình thường và vùng màng phổi mà bị tràn khí. Nếu như chúng ta khảo sát trên phim 2D, trên siêu âm 2D, chúng ta sẽ thấy ở bên này, chúng ta sẽ thấy được cái dấu phổi trượt. Chúng ta thấy có sự nhúc nhích, có những tia phát ra, artifact phát ra cái đường màng phổi. Còn bên này, đường màng phổi gần như là bất động. Chúng ta không thấy có tia phát ra, không có thấy artifact phát ra từ đây. Vậy thì cái điểm này chính là điểm phổi. Và nếu khảo sát trên phim, trên EMOT, chúng ta sẽ thấy ở đây là hình ảnh bãi cát, seesaw side. Còn bên đây chúng ta sẽ thấy không còn hình ảnh bãi cát nữa, mà là những cái đường thẳng. Vậy nó là stratophyside side. Chỗ này chính là điểm phổi. Thì cái dấu này giúp chúng ta khẳng định gần như 100% bệnh nhân có tràn khí màng phổi. Đây cũng là một dấu điểm phổi để chẩn đoán tràn khí màng phổi. Ở đây chúng ta thấy ở bên này có những tia phát ra từ đường màng phổi, chứng tỏ là còn dấu phổi trượt. Còn bên này không có hình ảnh phát ra, chứng tỏ đã mất dấu phổi trượt. Cái vùng tiếp giáp này chính là điểm phổi, giúp ta khẳng định gần như là bệnh nhân 100% có tràn khí màng phổi. Đây là một tình huống lâm sàng mà mình đã gặp thực tế tại khoa cấp cứu. Bữa đó mình trực với một bạn bác sĩ còn rất trẻ, bạn này khám.
Sau đó bạn này mới siêu âm, thực hiện siêu âm ngay tại giường. Bệnh nhân vô vì bệnh cảnh là cảm giác khó thở thôi, khám thì gần như là không thấy dấu hiệu gì bất thường hết. Bệnh nhân đã khó thở cả tuần rồi. Tuy nhiên cái bạn bác sĩ mới ra trường này rất là hăng hái, siêu âm liền và bạn thấy là bệnh nhân bị mất dấu phụ trượt ở vùng phổi bên phải, xin lỗi bên trái, và bạn kêu mình ra mình siêu âm thì mình thấy có điểm phổi khoảng vùng này. Và bệnh nhân được chụp X quang thì trên phim X quang nếu mà nhìn kỹ thì rất là khó, rất khó nhận ra. Tuy nhiên nhìn kỹ lắm thì chúng ta có thể thấy ở chỗ này có cái đường màng phổi. Nhưng mà gần như là mình có đưa một số bác sĩ khảo sát, mình đưa lên Facebook không ai nhận ra được cái dấu hiệu này. Chứng tỏ là cái lượng khí rất là ít. Và mình có chụp phim CT thì đây bệnh nhân bị tràn khí lượng tương đối là ít. Bệnh nhân này có được hội chẩn bác sĩ ngoại lồng ngực. Bệnh nhân được nhập trại, nằm theo dõi vài ngày rồi cho về rồi, chứ không có can thiệp phẫu thuật gì hết, khí tự hấp thu. Điều đó chứng tỏ rằng trên siêu âm rất là nhạy và độ đặc hiệu cũng rất là cao trong chẩn đoán tràn khí màng phổi. Nó còn cao hơn cả X quang nữa. Và về kinh nghiệm thì mình thấy những ca mà tràn khí mà nhẹ nhẹ này chúng ta tìm điểm phổi nó lại dễ hơn so với tràn khí lượng nhiều. Ví dụ tràn khí lượng ít chúng ta đặt đầu giò vào đây, chúng ta có thể thấy, dễ dàng thấy. Nhưng mà lượng nhiều khí có thể nó bao hết, chúng ta sẽ rất khó khảo sát được cái điểm phổi. Tuy nhiên nếu mà tràn khí màng phổi mà lượng nhiều như vậy thì vấn đề lâm sàng thì nó sẽ rất là điển hình. Đây là một nghiên cứu người ta thực hiện review lại, khảo sát trên rất là nhiều trang, khảo sát nguồn dữ liệu từ PubMed, Cochrane, vân vân. Và người ta đánh giá độ chính xác của siêu âm phổi so với lại X quang trong chẩn đoán tràn khí màng phổi. Thì theo các bạn thì X quang với lại siêu âm thì cái nào chính xác hơn ạ? Đây là kết quả, người ta thấy rằng siêu âm thì có độ nhạy là 87%, độ đặc hiệu 99%, so với X quang độ nhạy chỉ là 46% và độ đặc hiệu 100%. Thì độ nhạy của siêu âm và X quang là khác biệt có ý nghĩa thống kê, còn độ đặc hiệu cả hai gần như nhau. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta đã học được các dấu phụ trượt, mất dấu phụ trượt trên 2D và EMOD. Mình hy vọng rằng các dấu hiệu này sẽ giúp các bạn chẩn đoán nhanh những bệnh nhân bị tràn khí màng phổi để kịp thời xử trí cấp cứu cho bệnh nhân. Và hai dấu hiệu này còn liên quan rất nhiều bệnh lý khác chứ không phải chỉ riêng về tràn khí màng phổi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát trong phần 3 những dấu hiệu khác. Và khi kết thúc các dấu hiệu, mình sẽ có những video để tổng hợp lại các dấu hiệu để đưa ra các chẩn đoán cụ thể cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn lại, gặp lại các bạn trong phần 3.